Đây là cha dấu yêu, chúng con cảm tạ gửi khen cha. Xin cho chúng con một đêm an giấc trong ngày. Từ đây chúng con thức dậy ngủ. Con thức dậy nhớ tới Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Để con dâng một ngày mới cho Ngài. Xin Thánh Linh của Ngài đổ tràn đầy sức mới của Ngài trên chúng con. Lửa thường lộc của Ngài mỗi ngày thiêu đốt lòng chúng con, để lòng chúng con tan chảy trong Ngài. Mọi bực dọc khó chịu lầm bầm ra khỏi đời sống của từng cá nhân anh chị em chúng con, tất cả chúng con đều là con cái của Ngài. Chúng con hết lòng hết sức yêu Ngài và ăn những đồ ăn mà Ngài ban phát cho chúng con qua lời lẽ thật của Ngài, để mỗi ngày giúp chúng con trưởng thành hơn. Xin Thánh Linh Ngài tràn ngập trên chúng con, trên em Hiến, trên con, trên tất cả anh chị em chúng con và những người nghe được sứ điệp của Chúa. Xin Chúa mở tai mở mắt cho chúng con để thấy công việc mà Ngài làm trên đời sống của chúng con. Amen. Cảm tạ ngợi khen Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Lời khen Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ vâng. Cảm ơn Chúa vì hôm nay con được chia sẻ về những câu hỏi của tuyển sinh, được trả lời 21 câu hỏi. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, mà là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Amen. Bản Kinh Thánh mà Chúa được bày tỏ trên những câu hỏi, chúng ta mạnh mẽ và có một tâm thần đang Chúa đang hành động, đang trông mong con cái của Chúa được phát triển đến bậc thành nhân. Thì cảm ơn Chúa, con tên là Nguyễn Văn Hiến, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1992. Con ăn năn tin nhận Chúa Giêsu là năm 26 tuổi. Thì khi mà con ăn năn tin nhận Chúa thì con có những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Khi đó Chúa đang chuyển đổi, đang là cái giai đoạn mà Chúa chuyển đổi từ một con người mà tội lỗi sang một con người mà nghe về cái thông tin sự thương xót, tha thứ của Chúa, để mình có những cái trải nghiệm là Chúa Giêsu là ai và điều tốt đẹp ở đâu như thế nào. Đó là cái trải nghiệm mà con khát khao để tìm kiếm cái điều nó chỉ ra cho mình sự thật về bản thân của mình, nó chỉ ra cho mình cái sự thật tại sao mình lại được dựng nên, và tại sao cái cuộc sống của mình xưa kia có những ước mơ, có những điều tốt đẹp trong cuộc sống, là lớn lên mình lại trở nên một con người, một người mà không hoàn hảo, không như những gì mà mình đã từng từng từ nhỏ. Và đây cũng là cái mà để làm động cơ và động lực, là cái mà nguyên nhân con được gặp Chúa và tin nhận Chúa là cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Và thì về câu hỏi mà của về một trong những câu hỏi thì của 21 câu, tôi nói là tại sao con được cứu, thì cái mà bản thân con nhận thấy mình được cứu là khi mình nhận ra những cái sai lầm, những cái lỗi lầm của mình, và mình thành thật với chính, với đấng tạo hóa và với chính mình. Mình luôn ở trong cái đời sống của mình luôn có một cái tấm lòng là mình sống tốt đẹp, nhưng mà mình lại phạm tội, nên điều đó nó đã cho con thừa nhận ra cái bản thân mình với đấng tạo hóa là Xin Chúa. Xem bộ phim Chúa được Chúa cảm động thì bắt đầu xin Chúa, thì Chúa đã nhận lời và Chúa bày tỏ cho mình cái lời dạy của Ngài trên một cô gái, và cô ấy là người theo giáo hội Tin Lành Công giáo, và cô ấy nói về Chúa và mình cũng đang rất là cần Chúa, và từ đó con tiếp nhận Chúa và cứu chuộc của mình.
thì con được cứu là khi con nhận ra được Chúa là đấng tha tội và nhận ra rằng Chúa là đấng thương xót mình và nhận ra rằng bắt đầu từ đấng tạo hóa, không phải là từ mình mà là từ đấng tạo hóa. Hãy yêu bản thân của mình, hãy đến thế giới này để tìm kiếm những con người đang trong sự cứu mất, hãy tìm kiếm những con người thành thật đến với Ngài, mong muốn tha thứ, thay đổi cuộc sống của mình. Con được cứu là khi con nhận ra được Chúa thật sự là chủ của mình và mình là người có một thái độ thật sự là mong muốn được Chúa thể hiện trong mình, được Chúa thay đổi đời sống của mình. Và giờ đây thì con biết rằng con được cứu là con được cứu là con Chúa yêu thương mình, nhưng mình cũng là cái người mà đáp trả lại cái tình yêu đó với Chúa. Chúa muốn cứu tất cả những cái mà đã từng mất trong cuộc sống của con. Vì thế mà con trong đời sống của con có những cái biến chuyển rất là lớn, nó có biến chuyển, nó có những cái sự thay đổi rất là lớn khi mà bây giờ con thấy rằng Chúa đã chuyển đổi con từ một con người xưa kia đã từng đánh mất đi chính mình và đã từng có những cái ước mơ đẹp và mất đi. Bây giờ Chúa đã lại khôi phục lại, Chúa đã chuyển đổi lại. Khi con tin nhận Chúa thì con không thuộc về mình nữa và con nhận biết được rằng Chúa mới là chủ của mình, và chính điều này nó đã chuyển cho con trở nên một con người mà đang mong muốn hoàn thành cái nhiệm vụ của Chúa trong đời sống của mình và trở nên giống với Ngài, mong muốn được thể hiện bản chất của Chúa ở trong mình. Nên con tham gia trường học này nó là như vậy, mong muốn được là bản chất của Chúa, bản chất của mình nó giống với cái nguyên tắc, cái giá trị, cái sự dạy dỗ của Chúa trong đời sống của mình. Thì nếu mà sau này mà có chia sẻ cho ai đó về việc họ tin nhận Chúa thì họ phải bỏ đi con người của chính mình. Sau này nếu mà Chúa có dùng con đi chia sẻ cho người khác thì con cũng sẽ chia sẻ cho họ là khi họ tin nhận Chúa rồi thì Chúa mong muốn ở trong họ rất là rất là nhiều điều. Chúa muốn chỉ cho họ về cái giá trị của họ. Cảm ơn Chúa thì con tôi rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà Chúa đã sắp xếp cho con được vào cái trường thần học này để con được được phát triển cái sự mà con ước mơ. Con cũng có những cái ước mơ trong cuộc sống là sao để qua đời sống của con sẽ có những con người họ được thay đổi, họ được nhận thức Chúa. Con có những cái sở thích trong đời sống của mình, đó là rất thích những người em bé, người mồ côi, những người gặp khó khăn trong cuộc sống, rất là muốn chia sẻ những cái giá trị lẽ thật của mình tạo hóa. Thì cảm ơn Chúa. Và về hành động trong đời sống của mình thì khi tin nhận Chúa xong, con tìm kiếm bằng việc là lắng nghe, con lắng nghe và hạ mình trước những người mà chia sẻ lẽ thật. Thì khi mà đi trong hội thánh tin lành ấy, và con cũng chứng kiến rất là nhiều những tiếng nói khác nhau, nhưng mình vẫn là người khiêm nhường, mình là người không biết gì hết mình là người không không hiểu gì hết, lắng nghe, hạ mình khiêm nhường và không, nói chung là một người là khiêm nhường học hỏi. Họ nói gì mình cũng nghe, ai nói gì cũng tin hết, nói đọc kinh thánh, hát thờ phượng là mình cũng nghe, và từ đó nó phát triển cái mối quan hệ của đấng tạo hóa. Thì con học, kinh thánh ngày đó con học nó cũng nói chung là nó cũng không có đặt thời gian, nhưng mà nó cũng có một cái rất là kỷ luật, đó là con đọc kinh thánh thường thường là đọc vào buổi tối, đọc vào lúc muộn, đọc đọc là đọc không đọc rồi đọc cho qua đâu, đọc là có phải mấy tiếng đồng hồ ấy. Có những cái thời gian là có những cái kỷ luật bản thân là mình đọc như vậy.
và lúc đó thì không có ai bày tỏ cho mình học nhiều cả, đa phần là xem những cái video về những người họ chia sẻ và bắt chước những cái điều đó. Thì được khoảng hơn 1 năm bắt đầu con nghe những cái sự dạy dỗ của Chúa, thì bắt đầu cũng được cái lời dạy của người cha Thục Linh bây giờ là Nguyễn Mạnh Cường. Lúc mà nghe cái bài giảng của mục sư Nguyễn Mạnh Cường ấy, thì con có một cái chút phản ứng, đó là phản ứng đó là tại sao mục sư lại nói về ông Joshua. Thì có một chút phản ứng, nhưng mà vì sau này con mới biết là không phải là mục sư đó, ông Joshua. Nghe lúc một đoạn sau một đoạn con mới biết là không phải là mục sư nói về ông Joshua, mà đang nói về cái hành động công việc làm của họ. Bắt đầu con ăn năn và con xin lỗi mục sư đó. Thì cảm ơn Chúa khi mà được bước vào trường thần học nước trời, thì con đã học cái qua sơ học và sơ học tin lành đấng Christ, và trong cái lời dạy sơ học đó thì cũng qua cái trung học, và giờ để bước vào trường thần học. Thì trong trường thần học này con cũng được Chúa dạy dỗ là cái người mà bước vào trường thần học này họ trưởng thành hơn rồi, họ khác với sơ học và trung học, là có trách nhiệm tự làm bài tập, không còn ai nhắc nhở nữa. Thì con cũng sẽ kỷ luật bản thân của mình để làm lời Chúa thành thực tế trong đời sống của mình. Thì một ngày con sẽ dành ra 1 tiếng, là sẽ vào 6 giờ sáng đến 7 giờ, dành 1 tiếng để suy nghĩ lại những cái lời mà Chúa đã từng bày tỏ trên người cha mình về điều mà những cái lời dạy về về cái kinh nghiệm, cái trách nhiệm và cái kỷ luật bản thân, để mình không còn nhất như là lỗi chính tả, hay là cách viết bài làm sao có đúng khổ chữ, cách viết chữ, là phải dành ít nhất là 1 tiếng trong vòng 1 tháng. Bây giờ nó sẽ ra nhiệm vụ để kỷ luật bắt cái thân thể này nó phải đồng phục đồng tạo hóa. Cái này con thấy nó rất là quan trọng, bởi vì thời gian qua con thấy là mình chưa kỷ luật tốt, chưa dành cái tâm trí để nghĩ về những cái lời dạy, nên cái này nó là một cái lỗi của một người học trò, không trân trọng những cái lời người thầy dạy. Bây giờ con sẽ kỷ luật bản thân của mình trong vòng 1 tháng là phải nghĩ những cái lời của thầy dạy. Cái này là dành cho các thầy. 4 giờ sáng con sẽ phải dậy và đọc kinh cầu nguyện cho tới 5 giờ, đọc kinh thánh cho đến 5 giờ. Đầu tiên là dành nửa tiếng là không mở mắt, mà nửa tiếng đó là cầu nguyện tiếng mới. Cảm ơn Chúa và nhờ Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Thì cảm ơn Chúa rất là nhiều. Thì đây là cái mà con nghĩ rằng là con cảm thấy là một tâm thần mạnh mẽ để mình phát triển bản thân của mình. Mình không đánh bá vơ, mình không nói gió, mình nói cụ thể, có thời gian, có Chúa. Thì trong cuộc sống của con cũng còn rất là nhiều cái bài học về thời gian nữa, như là con cũng kỷ luật bản thân của mình là đến ngày này vào giờ này là phải gọi điện cho người anh chị em của mình để cùng nhau trao đổi, để nhận biết về những điều dạy của anh chị em mình cho nhau nữa, để cùng nhau phát triển lên. Bởi vì không thể đi một đường mà mình phải đi có đội ngũ của anh chị em của mình phải liên lạc với anh chị em của mình thì mình mới hiểu được ý muốn của Chúa trên người anh chị em mình được. Bây giờ hỏi anh chị em mình có mong muốn gì, có nhu cầu gì mà mình không biết, đó phải là mình yêu anh chị em mình, đó là sự dối trá. Hạn như nói về đất nước Việt Nam của mình, nhưng mà mình yêu đất nước Việt Nam của mình không hiểu biết thì mình không phải là yêu. Nên là rất cần là yêu thầy giáo của mình, là phải hiểu bản chất của người thầy giáo,
và yêu người cha của mình là phải hiểu mạnh vốn của người cha của mình, yêu dân tộc cũng vậy, phải biết được điểm mạnh của đất nước và điểm yếu của đất nước, để cái điểm mạnh mình phát triển và cái điểm yếu mình phát triển, và cái điểm nào xấu xa mình cầu nguyện để hủy phá cái sự sai trái đó, để cái chương trình của Chúa được thể hiện. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. À, những điều mà con đang con lên đấy con trả lời được 5 và 6 câu như tuần vừa rồi mà cha chia sẻ, thì các câu hỏi tuyển sinh này nó cũng cho con rất thời gian và con suy ngẫm để suy ngẫm, và nó giúp con được nói ra được cái sự chân thật của đời sống của mình. Có những lúc thì nó cũng cảm thấy nó lộn xộn, nhưng mà con lại nghe những cái bài học của người khác nữa, thì dần dần tôi sẽ sắp xếp mình, nếu như mình có cái sự mong muốn thay đổi và ham học thì tôi sẽ điều chỉnh nó lại. Nên con thấy rằng chia sẻ được cái tấm lòng của mình, làm bài tập trả lời những câu hỏi mà trường đưa ra, nó là một cái tinh thần, nó là một phước hạnh mà Chúa đang ban cho đời sống của mình. Thì nếu ai chưa từng biết đến trường này thì con sẽ chia sẻ cho họ rằng con được thay đổi bởi cái trường này đã từng dạy dỗ và đã từng gọi là một người rất là chi là thiếu trách nhiệm, vô kỷ luật, một người mà không có giá trị sống tốt đẹp. Thì qua những cái dạy dỗ của Chúa, hành động trong trường này đã thay đổi bản thân của mình, và bước vào đại học này, và con không phải là học để mà lấy danh dự hay là lấy bằng cấp, nhưng mà mình hiểu rằng mình học cái trường này, trả lời những câu hỏi này là để mình trở nên một con người mà tuyệt vời, để sau này mang cái giá trị dạy dỗ của Đấng Tạo Hóa để giúp đỡ giải phóng những con người ra khỏi ách của nô lệ, ra khỏi tư tưởng độc hại dối trá của kẻ xấu. Đây là mình yêu thương thật mình mới tham gia được trường này. Mình là người mà khiêm nhường, mình là người hạ mình là người muốn thành công, mình là muốn người giỏi, mình là người mà muốn giàu có, là mình thật sự là mình vào trường này. Đây là cái mà con thấy là lòng việc mà mình tham gia trường học là như vậy, là sự mà yêu mến Đấng Tạo Hóa thật lòng dẫn mình đến với cái trường này, để mình làm sao mà để ý tưởng của Đấng Tạo Hóa không chấp nhận là một người nô lệ, chấp nhận rằng cái giá trị của Chúa nó chỉ có sự cứu rỗi, mà nó phải gọi là tất cả, vào trong tất cả các lĩnh vực để cứu tất cả những con lĩnh vực, không chỉ gọi là đi bộ nữa, mà phải là người cưỡi ngựa, phải người cầm gươm, phải người đứng ở trên đỉnh cao để bày tỏ giá trị của Chúa. Cái Chúa không thể nào cứ trốn giúp thổi lùi nữa, mà con cái Chúa là phải có cái sự thật về chính mình. Tôi là một người khẳng định được tất tạo hóa. Chúa rất là nhiều và bài học. Có câu hỏi hay là có điều gì đặt ra, xin mọi người có thể đặt ra, sẽ trả lời. Yêu cầu cái danh sách lịch trình của Hiến đấy, sáng làm Vâng. cái gì làm cái đấy, post lên trên cho anh chị em nhá, để anh chị em tham khảo học tập. Hiến vừa nói đấy, 4 giờ dậy làm cái gì, 5 giờ dậy làm gì, đọc cái gì, học cái gì đấy, để viết cái đấy lên cho mình, mọi người làm việc với cả lỗi chính tả thế nào đấy, viết cái đi. Xem luôn, xem cái bài viết đấy có bị lỗi không luôn đấy. Mình kiểm tra xem chính viết đấy có bị lỗi được không. Thế nhá, cảm ơn Hiến. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Đang Cảm ơn tạ Chúa. ơn Chúa cho Hiến. Thì ở trong cái này có một cái phần rất là quan trọng mà người cha thủ tinh đã từng chia sẻ, đó là cái mà
điều kiện ấy, điều kiện tham gia vào trường này, này. À, khát khao đã thật, mong muốn thay đổi bản thân, gia đình, hội thánh và xã hội, sẵn sàng trả giá dâng mình cho nước thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Thì đây là cái mà cũng là cái mà mình phải đọc liên tục để mình thấy rằng mình đã thật sự khát khao lẽ thật sự, để thấy thật sự mình muốn, mong muốn thay đổi bản thân và gia đình, xã hội và hội thánh chưa, đã thật sự trả giá dâng mình cho Thiên Chúa chưa, thì mình có những câu hỏi đúng, thì mình để những Amen. câu hỏi đúng nó thành thịt của mình rồi, thì mình sẽ sinh ra tình yêu thật, sinh ra được cái khát vọng thật, và mình sẽ làm được mọi sự. Và con dâng lời cầu nguyện nhé. Amen. Cảm ơn Chúa vì đã dạy dỗ con bằng tấm lòng trái tim, bằng tất cả những sự thật của Chúa. Con yêu đến Ngài, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì đã đến trong chúng con để cho chúng con hiểu ra chân lý của Chúa cho chúng con. Chúng con nói không làm được là kẻ giả hình, Chúa ạ. Chúng con nói làm được bởi vì đó là ý muốn của Ngài. Chúng con làm được mọi sự theo ý của Ngài, Chúa ạ. Để cho chúng con không có nhất mình kiêu ngạo của Chúa ơi. Nên chúng con phải ghi tạc những sự dạy dỗ của Ngài trong chương trình mà Chúa đặt để chúng con trên thế giới này, là sự yêu thương, sự công bình, sự công chính. Ngài muốn chúng con trở nên trọn vẹn, không thiếu tay, không thiếu chân, không thiếu mắt, không thiếu mồm, không thiếu cái chi hết, Chúa, mà phải đầy đủ trọn vẹn. Đó là con người thật mà Chúa mong muốn trong đời sống của chúng con, Chúa. Chúng con không muốn bản thân của chúng con thiếu vắng Ngài được, nên chúng con phải yêu mến Ngài, con phải khát khao điều này, Chúa ạ. Điều này nó sinh ra cho chúng con yêu người nhà của mình được, yêu xã hội được, yêu con người được, nên trong danh quyền năng của Ngài, chúng con đánh đập hủy nát tất cả ý tưởng vũ khí Babylon ra khỏi đời sống của chúng con. Danh Chúa Giêsu đã chết và sống lại, Ngài sống lại một con người mới trong chúng con, Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài đã sống lại trong chúng con. Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng của Chúa Trời, Chúa. Chúng con không phải thân hình của chúng con, thân hình con người mới của chúng con càng tăng trưởng. Con người cũ thì nó già xấu đi, nhưng con người mới nó càng lớn, nó càng mạnh, nó càng phát triển, nó càng thông hiểu Chúa. Chúa, con cầu nguyện Chúa để cho chúng con hiểu được chân lý con người mới. Con không còn hời hợt, không còn coi thường thức ăn thánh mà Ngài ban cho đời sống của chúng con. Con yêu mến Ngài, Chúa, và cảm ơn Chúa để Ngài đã đang thể hiện nên người cha thuộc linh của chúng con, và trong danh quyền năng của Ngài, con chúc phước cha thuộc linh của chúng con chia sẻ lẽ thật của Ngài bằng tiếng Ukraine, tiếng Việt Nam và bằng tiếng Anh. Nè. Người mà có ngôn ngữ Chúa thì họ sẽ có nhiều những cái thông tin lẽ thật của Chúa, người sẽ có cái sự bày tỏ của Chúa sâu rộng, xa và sâu rộng và lan rộng, Chúa. Con cầu nguyện là cái ngôn ngữ tiếng mới là tiếng Anh mà người cha của chúng con đang theo đuổi, cái ngôn ngữ này nó được phổ biến và nó được lan rộng nhất, để con cầu nguyện cái ngôn ngữ này, cái công cụ ngôn ngữ này nó phải nghe lời và phục vụ trong đời sống của người cha thuộc linh của chúng con. Và con cầu nguyện cho những con người họ hiểu rằng họ theo Ngài không phải là về tư lợi cá nhân hay là bằng sự
sự đòi hỏi của bản thân mình, nhưng họ biết đến với Ngài bằng tất cả những điều lẽ thật là Chúa dạy dỗ. Họ được nhận được cái sự trả lời của Ngài về vấn đạo hóa Chúa. Cảm ơn Chúa thì chúng con giống như là người mà nhận được nước thiên đàng, sẵn sàng bán hết tất cả để mua được cái đám ruộng đó, nên chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng con giống như là người lái buôn. Cảm ơn Chúa mà lời của Chúa dạy dỗ cho đời sống của chúng con khi tìm được nước thiên đàng thì chúng con Chúa mua bằng bán hết đi tất cả con người của mình để mua được nước thiên đàng. Con yêu mến Ngài, con tôn cao danh của Ngài, và con nguyện cầu nguyện cho tất cả những người mà họ nghe thấy cũng giống như là những cái người mà họ thấy được sự rất cao trọng quý giá của nước thiên đàng, và họ sẵn sàng tìm kiếm bán hết tất cả mọi thứ để có được nước thiên đàng. Con yêu mến Ngài, con tôn cao danh của Ngài, và con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Yes. Amen. 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 Cảm tạ Chúa, cảm ơn hiến. Con xin lời cầu nguyện. Ôi lạy Cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Ngài đã tập tành chúng con từng bước đi cho đến lúc trưởng thành. Giờ đây qua trường đại học thần học nước trời này, chúng con lại bước hơn một bước nữa để chúng con trưởng thành hơn trong Ngài. Xin thánh linh của Ngài cho chúng con qua những câu hỏi để giúp chúng con suy ngẫm lại tất cả những gì mà từ trước đến nay chúng con đã trải qua, đã làm, đã thực hiện, để chúng con bước vào trường đại học thần học nước trời này để tăng thêm đời sống thuộc linh của chúng con, tăng thêm kiến thức của văn hóa nước trời. Vì chúng con phải học biết về nước trời chứ ạ. Giúp chúng con hiểu biết về Ngài, hiểu biết về nước trời của Chúa phải làm điều gì. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã không có chê trách, không có cần chúng con phải có những bằng cấp hay là địa vị chúng con phải như thế nào thì mới vào trường thần học nước trời này. Ngài không cần những thứ đó, cũng rất cần cho đời sống của chúng con, nhưng Chúa cần chúng con có tấm lòng cho. Khi chúng con có tấm lòng đến với Ngài để học hỏi qua trường đại học thần học nước trời này, để chúng con biết rằng khi chúng con có bằng cấp của thế gian cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu, chúng con giàu có bao nhiêu, nhưng chúng con không biết đấng tạo hóa của chúng con là ai, thì những bằng cấp đó thì là vô dụng chứ ạ. Từ đây Ngài cho chúng con đến với Ngài để học hỏi tập tành, rèn luyện bản thân cho chúng con, để chúng con mỗi ngày được trưởng thành hơn trong Ngài. Chúng con yêu khao khát lẽ thật của Ngài và mong muốn thay đổi bản thân của mình và trả giá những điều mình luôn mong muốn điều đó để được nước trời chưa. Con cảm ơn Chúa ngày nuôi dạy chúng con qua lời của Ngài, qua người cha thực linh mà Ngài gửi đến chúng con, để chúng con học hỏi tập tành thức ăn mà Ngài ban phát đầy thức ăn tiệc thánh của Ngài, để chúng con ăn, chúng con nuốt, để chúng con thêm những tri thức, thêm những khôn ngoan. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con hết lòng, hết sức, hết trí khôn của con để yêu Chúa, để đến với tiệc thánh của Ngài, đồ ăn mà Ngài ban phát cho chúng con đầy ắp những lời của Ngài, kiến thức của Ngài, văn hóa của nước trời, giúp con trưởng thành hơn trong Ngài. Con cảm ơn Chúa mỗi ngày, Ngài lửa thiện độ của Ngài mỗi ngày thiêu đốt lòng chúng con, để Chúa hủy phá tất cả những con người cũ, hủy diệt những tính nết mà không đẹp lòng Chúa, nhưng Chúa hãy đẩy lui tất cả để chúng con được trở nên mới trong Ngài, nuôi con người mới mỗi ngày một lớn, thì con người mùa cũ
nó phải già, nó phải chết. Con cảm ơn Chúa đã cho chúng con qua sự nhận biết Chúa, qua sự sắp xếp thời gian của mình để được vào nơi chí thánh của Chúa, để nghe được tiếng dạy dỗ của Ngài và trở thành những người thành công nhất trong mọi lĩnh vực mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con ra đi lãnh chiếm miền đất hứa mà Chúa đã cho chúng con nhận được, dâng tất cả mọi vinh hiển cho Chúa. Chúa ơi, giờ đây Chúa ban cho chúng con có tấm lòng đến với Ngài qua trường thần học này. Xin Chúa cũng cho những người khao khát lẽ thật, khao khát về nước trời. Xin Chúa hãy mở tai mở mắt cho các lãnh đạo, các những người yêu Chúa Amen. được tìm kiếm đến với Chúa. Chúa ạ, chúng con khao khát. Chúa ạ, chúng con cũng là những người không ra chi, mà giờ đây Chúa đã cho chúng con mỗi ngày mỗi bước tiến bước hơn, lớn trưởng thành hơn, thì chúng con cũng khao khát Amen. những lãnh đạo còn còn là những sơ học tin lành cũ kỹ, ăn mãi mà không giúp dân sự của Chúa trưởng thành. Chúa ơi, xin Chúa hãy mở tai cho họ để họ được nghe những sứ điệp của Chúa trong thời kỳ sau rốt này, để cũng biết tìm kiếm chỉnh sửa lại tất cả những điều mà bao năm qua dù họ đã làm lãnh đạo của một dân một một hội thánh, vậy mà chính họ, chính những người lãnh đạo đã không trưởng thành, cứ giữ mãi cái cơ học tin lành mà không giúp dân sự của Chúa ăn những thức ăn để giúp họ trưởng thành cứng cáp hơn, thì làm sao mà chúng con có thể nhận được tin lành vương quốc của Chúa. Chúa ơi, giờ đây Chúa đã nói với chúng con tất cả mọi người đều hiểu rằng khi nào tin lành vương quốc được rao ra khắp đất thì sự cuối cùng mới đến. Ai cũng muốn khao khát ngày Chúa trở lại, Chúa tái lâm. Vậy mà chỉ cứ sống trong sơ học tin lành thì làm sao nhận biết được tin lành vương quốc được chưa ạ? Con khao khát lẽ thật của Ngài, khao khát chúng con đến với Ngài để nghe sự dạy mà Ngài đã cho chúng con qua người cha phục sinh, cũng như từng anh chị em chúng con giúp nhau để mà động viên nhau trưởng thành hơn trong Chúa. Xin Chúa, Chúa đã dọn sẵn đồ ăn của Chúa đặt đầy ắp nơi hội thánh, sự sự thương xót của Chúa mà Chúa đã cho chúng con, để chúng con ngồi ăn vào bàn tiệc của Chúa, ăn thức ăn đó để giúp chúng con trở thành những người lãnh đạo tương lai và được Chúa sử dụng đem tất cả những tinh hoa mà Chúa đặt nơi hội thánh, sự thương xót của Ngài qua người cha thực linh của chúng con, để đem tất cả mọi lễ thật, mọi những thức ăn quý giá này cho tất cả những lãnh đạo, cho các người yêu Chúa được nhận biết Chúa ạ. Nếu họ nghe được tiếng dạy của Chúa, nghe được tin lành vương quốc của Ngài, họ ra đi để mà học hỏi tập tành làm theo những điều Chúa dạy. Còn cảm ơn Chúa, Ngài yêu yêu chúng con. Ngài muốn, Ngài biết chúng con là những người bé mọn nhất, không ra chi trong xã hội này, nhưng mà Ngài đã chọn lựa chúng con trở thành dân của Ngài, là những người mà chúng con nghe được tiếng dạy dỗ của Chúa, làm theo và Chúa chở cho chúng con, mỗi người trong chúng con có một sứ mạng tiền định mà Chúa cho chúng con, thì chúng con phải làm điều gì để mà đem tin mừng của Chúa ra đi Chúa ạ? Xin Chúa thêm sức và bổ túc cho từng anh chị em chúng con qua người cha thuộc linh của chúng con, qua người mục sư quản nhiệm hội thánh sự thương xót của Thiên Chúa, cho chúng con, để chúng con qua anh chị em của chúng con giúp đỡ chúng con, để chúng con sống trưởng thành hơn trong Ngài, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa, chúng con dâng một ngày mới bởi sức mới của Ngài, bởi con người mới mà Chúa đặt trên từng anh chị em chúng con, để chúng con nuôi nấng con người mới mỗi ngày một trưởng thành hơn.
thì À, con người cũ của chúng con phải chết dần chưa ạ? Nó sẽ chết ra khỏi đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa, Ngài yêu anh chị em chúng con. Xin Thánh Linh của Ngài, mỗi từng phút giây chúng con sống ở thế gian này, dù chúng con bận đến đâu, nhưng Ngài luôn cáo trách, Ngài luôn kề bên chúng con để dạy dỗ chúng con những điều chúng con làm chưa phải, chưa đúng, vẫn còn làm sai, chúng cứ chỉnh sửa lại cho chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn ông Chúa, Amen. cảm ơn chị Trinh. Amen. Amen. Cảm tạ Cha, con ngợi Cha đã yêu anh chị em chúng con. Cảm ơn Cha, Ngài đã sinh con trong lời của Ngài, Chúa ạ. À. Ôi, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Lời của Ngài thấm nhuần chúng ở đời sống của chúng con. Lời của Ngài là sức có sức cứu độ linh hồn chúng con, Chúa ạ. À. Để chúng con suy gẫm ngày và đêm và thực hành những điều mà Chúa dạy, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa để chúng con thành công những công việc chúng con làm. Ôi Chúa, con cảm ơn Chúa mà Ngài muốn chúng con sống trong Ngài, Chúa ở trong Ngài và được Ngài yêu thương và chăm sóc linh hồn chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài để làm các việc làm của chúng con nhận biết Ngài. Thì Ngài chỉ cho chúng con các nẻo, Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chỉ cho chúng con biết đường về cái ở cõi sống, Chúa ạ. Được, chỉ cho chúng con mọi lẽ thật của Ngài, Chúa ơi. Lẽ thật của Ngài đã giải phóng chúng con, đã cho chúng con được trưởng thành và lớn lên, để chúng con vươn vượt lên trong sự trưởng thành trong tin lành nước trời, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đặt để trên đời sống của chúng con tin lành nước trời, và Ngài đang dàn sẵn nhiều thức ăn trong trường thần học và nước trời sắm sẵn cho chúng con để chúng con bày tỏ Chúa cho Ngài, cho mọi người, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa khi chúng con phải làm việc với tấm lòng của chúng con để chúng con phải có tình yêu ban đầu, Chúa ạ. Chúng con phải trở về với tình yêu ban đầu. Nhờ chúng con sa sút từ đâu thì chúng con phải nhìn lại những ơn mà Chúa ban chúng con. Chúa đã cho chúng con được gặp Ngài, đã nhận biết Ngài thì chúng con phải hết lòng với Ngài, tấm lòng của chúng con dâng trọn đời sống của chúng con cho Ngài, làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài, Chúa. Đó là cách thờ phượng và lễ của chúng con, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa để chúng con tìm kiếm đâu là ý Ngài, để chúng con làm theo ý Ngài chứ không theo ý chúng con nữa, Chúa. Ý chúng con đã bị bại hoại bao nhiêu năm nay, nay chúng con phải tập trung vào những công việc của Ngài, công việc của nguyên tắc giá trị nước trời, Chúa, để tất cả những điều đó để trưởng thành và lớn lên và bày tỏ tin lành nước trời cho tất cả muôn con cái Chúa đang khao khát mong chờ, và đã mong chờ chúng con, đang khao khát mong đợi chúng con, bày tỏ ra cho họ. Chúa ơi, cảm ơn Ngài qua sự dạy dỗ này để chúng con phải luôn luôn tập trung vào công việc mà Chúa đang giao phó cho chúng con, mỗi người một công việc, Chúa ạ, để chúng con hết lòng hết sức hết cả trí khôn chúng con, dùng những tài nguyên tri thức của chúng con, tài năng của chúng con mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con không phung phí những tài năng tài nguyên của chúng con đó, Chúa ạ, để chúng con làm trội cái nước trời của Ngài trên tấm lòng của chúng con, Chúa ơi. Con không có hời hợt là của người cũ, người phải bị diệt, Chúa ạ, nhưng chúng con phải trưởng thành. Mới con người mới không bao giờ phạm tội, người mới phải biết lắng nghe, phải biết vâng phục Chúa. Cảm ơn Ngài để con người mới chúng con phục vụ Ngài trong tin lành trời, trong những ngày sau, những ngày tới này, Chúa, để tất cả những con cái Chúa đến để chúng con là câu trả lời cho họ, Chúa. Cảm ơn Chúa dạy dỗ cho chúng con tiếp tục dạy dỗ cho chúng con để mỗi ngày chúng con phải nhận biết ý Ngài, nhận biết chúng con, nhận biết chính chúng con ở Chúa, để chúng con phải nhiều làm nhiều việc hơn nữa, để con tập trung vào những việc mà Chúa giao chúng con, sứ mạng của Chúa ban cho chúng con, và chúng con phải Chúa trọn vẹn trong đời sống của chúng con, Chúa. Cảm ơn Ngài rất là nhiều bởi tin lành nước trời mà đã sinh ra chúng con bên Ukraine đó, Chúa, để chúng con biết ơn và nhớ ơn những người đã dạy dỗ cho chúng con, nhất là một số người mạnh cường đã dạy dỗ cho chúng con.
để chúng con biết ơn ông, cầu nguyện mỗi ngày để ông dẫn dắt đàn chiên chúng con lên Chúa để chúng con lắng nghe và làm theo Chúa. Đó là Chúa bày tỏ Chúa Chúa chúng con thì chúng con tiếp nhận ai thì chúng con tiếp nhận những đứng người tiên tri thì con đã được điều từ tiên tri đó Chúa. Cảm ơn Chúa ngài dạy dỗ ngài Chúa cho chúng con những điều này để chúng con mỗi ngày hết lòng trung thành trung tín và sống và yêu thương nhau Chúa ơi. Cũng yêu thương người cha thuộc linh của chúng con Chúa ơi. Yêu thương anh chị em chúng con để mỗi ngày tình yêu ban đầu đó sẽ luôn luôn ở với chúng con và phát triển trên đời sống của chúng con khi chúng con khởi sự thánh linh như thế nào thì nhờ thánh linh kết thúc trong đời sống của chúng con như vậy Chúa ạ. Chúng con không có chiều theo xác thịt mà kết thúc theo xác thịt Chúa ơi. Chúng con phải kết thúc trong thánh linh Chúa ạ. Cảm ơn Ngài rất là nhiều bởi vì Ngài là Alpha và Omega, Ngài là đầu và là cuối của đời sống của chúng con. Trong bước đường chúng con đi, Ngài dẫn dắt chúng con để có sức của Ngài cho chúng con phục vụ mà không mệt mỏi Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa chúng con phải có tình yêu ban đầu. Nếu không con mất cái chân đèn của chúng con Chúa ạ. Con sẽ không thể nào mà đứng vững được nếu không có ánh sáng của Ngài Chúa. Cảm ơn Chúa Ngài là đường đi chân lý và lẽ và sự sống. Con đi theo trên đường của đi theo trên đường của Ngài để chúng con có sự sống đời đời. Chúng con bước vào vương quốc của Ngài và cõi đời đời khi chúng con về hết lòng tập trung vào những công việc trong lúc này để chúng con rèn luyện bản thân của chúng con thì chúng con Chúa đặt dạy dỗ cho chúng con những điều này để chúng con biết trưởng thành và lớn lên để chúng con cùng đồng cai trị với Ngài trong vương quốc Ngài. Một cảm ơn con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1.000 năm, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất, được sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Lòng hướng của chúng con, Ngài đã cho chúng con nhận Chúa Giêsu làm Chúa cuộc đời của chúng con, làm chủ cuộc đời của chúng con, và chúng con có được Đức Thánh Linh dẫn dắt để chúng con thực hiện đúng vị trí và thái độ của chúng con để tôn cao Chúa là Chúa, là chủ cuộc đời của chúng con, chứ không phải là chúng con chỉ nói bằng khẩu hiệu hoặc cửa miệng của chúng con mà thôi. Chúa ơi, Chúa cho chúng con những lập trình, có kế hoạch, có chương trình, có chiến thuật, chiến lược để chúng con đạt tới mục đích là ở trên ngai với Ngài, để được quyền xét đoán với Ngài, được thống trị với Ngài, Chúa ạ. Để cùng với Đức Thánh Linh sức mới của Ngài, để chúng con biết trả giá trong đời sống của chúng con, trong tinh thần của chúng con, cũng như tâm trí của chúng con, ý chí của chúng con, biết trọn vẹn cho Ngài, biết nhìn ra được những cái sự trả giá của Chúa Giêsu đã cho chúng con lớn lao dường bao. Phần nhỏ của chúng con thì chúng con cùng với Đức Thánh Linh, cùng với đội ngũ của anh chị em của chúng con để chúng con thực hiện. Chúng con cảm tạ Chúa cho lòng của chúng con luôn khao khát hướng về Ngài. Lòng của chúng con mở rộng ra, hạ mình khiêm tốn để khát khao những lẽ thật mà Ngài đang và đã bày tỏ cho hội thánh của chúng con, những khải tượng thật là lớn lao cho chúng con, và thức ăn của Ngài như một kho báu, kho tàng quý giá mà Ngài đang nuôi dưỡng chúng con, để cho chúng con được lớn và trưởng thành, để nhận được cái sứ mạng
mà Ngài đã trao và ban phát cho chúng con. Ngài đã vẽ kiểu và thiết kế cho chúng con từ trước muôn đời trong Đấng Christ Jesus con của Cha rồi. Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ Cha cho đời sống của chúng con luôn nhìn nhận, nhìn lại trong cái quá trình của chúng con đi, để chúng con thấy được rằng chúng con được thay đổi bản thân của chúng con được bao nhiêu phần trăm rồi. Chúng con nhìn thấy được từng từng năm tháng, từng ngày, từng giờ rồi mà chúng con có khao khát để thay đổi bản thân của chúng con nữa hay không. Chúng con cần phải thay đổi gia đình của chúng con, hội thánh của chúng con, xã hội và cũng như là đất nước, dân tộc Việt Nam của chúng con nữa, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa. Cùng với Đức Thánh Linh, chúng con sẽ sẵn lòng trả giá để dâng mình cho vương quốc của Ngài. Biết bao nhiêu những điều mà Ngài khao khát và mong đợi chúng con để cho chúng con được ở với Ngài trong 1.000 năm. Chúa ơi, tất cả những cái thờ lấy con thú này đã chỉ dẫn cho chúng con, chỉ điểm ra chúng con những hình tượng của nó và dấu hiệu của nó trên trán, trên tay, những tư duy thấp hèn, hèn kém, những tư duy nô lệ của thế gian này, chúng con cần phải loại bỏ ngay trong tâm trí của chúng con để chúng con tiếp nhận và ăn những thức ăn từ trời và Ngài đã đổ xuống trên đời sống của chúng con qua lẽ thật, qua lời của Ngài trong Kinh Thánh, cũng như biết bao nhiêu những điều mà Ngài dạy cho chúng con qua các tạo vật của Ngài, để tâm trí của chúng con có những tâm trí cao sang, tâm trí của người cha của chúng con là vua cha trên trời, để những cái tư duy nô lệ hèn kén ăn gì uống gì mặc gì ở thế gian này không thể nào khống chế được chúng con. Ở chúng con là những con người mới ở trong Ngài và còn được trưởng thành ở trong Ngài nữa, để chúng con vạch mặt chúng nó ra. Ôi Chúa ơi, và trên tay khi chúng con có tư duy cao sang thì chúng con hành động những cái hành động, những công việc cao sang cho Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, Ngài đã cho chỉ cho chúng con và trao cho chúng con cái công nghệ làm người để chúng con biết được làm việc với tâm hồn của chúng con theo mệnh lệnh từ Ngài đổ xuống tâm linh đã được sinh lại, để tinh linh hồn của chúng con, tư duy của chúng con luôn hướng về Ngài, ý chí của chúng con chỉ vâng nghe theo lời của Ngài mà thôi, và cảm xúc của chúng con luôn phù hợp với cảm xúc của Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Còn thân thể này chúng con biết chắc sẽ hao mòn và già nua đi và cũng sẽ thành tro bụi, nhưng chúng con tin chắc rằng những ngày tháng còn trên đất này chúng con phải tận dụng mà hơi thở chúng con còn, để chúng con được Ngài huấn luyện cho chúng con, tập sự cho chúng con, để mà cho chúng con biết cai trị với Chúa, không những ngay từ đời này được tập huấn mà để mà cho chúng con bước vào trong vương quốc ngàn năm để mà đồng cai trị với Ngài nữa, Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài đã tới lúc chúng con không còn phải trẻ con để bị dẫn dụ hư mất nữa, đã tới lúc chúng con không còn chịu phục lề những cái lề thói của thế gian nữa, Chúa ơi. Đã tới lúc chúng con cần phải mở mắt thấy mọi lẽ thật, những thức ăn mà sang trọng, lẽ thật bằng thức ăn thánh mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con thay đổi cái thái độ của chúng con coi thường thức ăn thánh của Ngài, để chúng con biết trân quý những thức ăn mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con có những cái bài học cụ thể trong đời sống của chúng con để mà chúng con dùng cái thời gian ăn nuốt lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con nhận biết được điều này thì để chúng con không bị hủy diệt, mà chúng con qua chúng con mà Ngài mong mỏi chúng con là phân phát những cái lẽ mầu nhiệm cho Ngài nữa trong cái trường mà Ngài đã đặt để cho chúng con, tín nhiệm chúng con đây, trường đại học tổng hợp về vương quốc của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con biết nhìn thấy những sự cao sang của Ngài để mà thay đổi ý con người, tâm trí của chúng con, thay đổi bản thân của chúng con. Đã tới lúc chúng con phải vùng lên từ trong cái sự tối tăm của mình để nhìn thấy được cơ nghiệp vĩ đại của Ngài cho chúng con chính là Ngài, và biết bao nhiêu những cái cơ nghiệp các dân, các nước cũng như tạo vật của Chúa đang bị ma quỷ chiếm hữu. Chúng con cần phải có trách nhiệm và nhìn thấy được những điều lớn lao vĩ đại mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con không thể nào thờ ơ được nữa, Chúa. Đã tới lúc chúng con cần phải ăn nuốt lời của Ngài thì để mà trưởng thành, mặc lấy mọi cái thẩm quyền trên trời dưới đất mà Ngài đã ban phát cho chúng con, để mà chúng con thực thi đại mệnh lệnh mà giống Chúa và cai quản
một cách cụ thể theo cái bản thiết kế mà Ngài đã vẽ sẵn cho chúng con từ trước sáng thế trong Chúa Giêsu rồi. Chúng con cảm tạ Chúa mỗi ngày đây Ngài tăng trưởng đức tin cho chúng con từ đức tin đến đức tin, ân điển mà Ngài đã trả một giá đắt cho chúng con, thì ân điển đó chúng con Ngài dẫn chúng con ân điển đến từ ân điển đến ân điển để chúng con làm những cái công việc mà Ngài ban cho chúng con sứ mệnh và cũng như ơn gọi Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cũng như qua những ân điển và đức tin đó chúng con nối kết lại mối tình quan hệ với Ngài ngày càng sâu đậm hơn trong tình cha con và những đứa con trưởng thành trong những đầy tớ bất tín thành những đầy tớ trung tín với Ngài. Chúa ạ, những người bạn chúng con cũng phải biết loại trừ tất cả những bạn bè xấu để chúng con kết bạn với Ngài, bạn hữu với Ngài, để Ngài tỏ bày cho chúng Amen. con biết bao nhiêu những sự mầu nhiệm cao cả trong đời sống của chúng con, Chúa ơi. Và Ngài dẫn đến cho chúng con tới với một vị trí lớn lao, đó là hiền thê của Ngài nữa, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, biết bao nhiêu những khát vọng mong mỏi ở Ngài vì cho chúng con không thể nào để cho cái tư duy ngu muội nô lệ hèn kém để mà lấn chiếm trong tâm trí của chúng con được nữa. Chúa ơi, đã tới lúc chúng con cần phải tìm lấy cái mối quan hệ mật thiết với Ngài, yêu Ngài thì làm đẹp lòng Chúa chứ không thể nào làm đẹp lòng con người, đẹp lòng thế gian. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của anh chị em của chúng con luôn có nhau trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ngài chỉnh đốn chúng con mỗi ngày và chúng con nhìn thấy được cái sự thương xót của Ngài cho chúng con để mà chúng con thực hiện ý muốn của Ngài, thực hiện những khát khao để mà chúng con làm đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con cũng biết được rằng ma quỷ nó đã bị thua trận rồi, Chúa ạ, nó đã bị thua rồi. Chúng con có năng quyền của Ngài, có thẩm quyền của Ngài ban cho chúng con để mà chúng con tiêu diệt hết tất cả những công việc, phá hủy hết tất cả cái công việc ma quỷ trong đời sống của chúng con, trong con người cũ của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong hội thánh của chúng con, cho xã hội, cho dân tộc, cho đất nước. Chúng con biết ơn Ngài và Ngài đang tập tành cho chúng con mỗi ngày đây và chúng con sẽ dành ra những thời gian cụ thể để mà chúng con bước vào trong cái trường đại học tổng hợp này và Ngài đã dành sẵn cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài và qua Ngài mong mỏi qua chúng con và chúng con sẽ đào tạo ra những dòng giống thánh cho Ngài để trong vương quốc ngàn năm chúng con được đồng cai trị với Ngài và còn cùng với Ngài xây dựng trời mới, đất mới nữa trong cõi đời đời. Chúng con cảm tạ ngợi khen cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen. Amen. Mời em Thủy. Nam cầu nguyện trước chị. Amen. Cái này Chúa Đức Trời em con, cha ơn cảm ơn rất nhiều vì Ngài là đấng yêu thương tất cả anh chị em con, cha. Ngài giúp đỡ chúng con, cha, mỗi ngày, cha. Để đầu đời sống con nhận biết Chúa nhiều hơn, cha. Chúng con ngày càng yêu mấy ngày nhiều hơn, cha. Mỗi ngày sau khi mà chúng con nhận biết Ngài, cha, chúng con hiểu biết về lời của Ngài, cha. Chúng con thực hành lời của Chúa, cha, thì tình yêu của chúng con đối với Ngài càng được tăng trưởng, cha. Cầu nguyện để đầu, Chúa ơi, xin Ngài giúp con để đầu. Chúng con không chỉ gọi là có cái tình yêu ban đầu mà Ngài đã ban cho chúng con, cha, mà chúng con còn phải tăng trưởng cái tình yêu mình hơn nữa, cha, để yêu Ngài hết cả linh hồn của mình, cha. Không chỉ cảm xúc của con, cha, không chỉ Amen. Ý chí em con sao mà còn phải tâm trí em con nữa sao cùng mẹ nào lại giúp con sao chúng con phải gọi là cả tất cả các giác quan của chúng con sao phải yêu kính ngài sao phải kính yêu ngài sao và chúng con phát triển tất cả các mối quan hệ với ngài sao qua tất cả các cấp bậc sao cùng nguyện rồi ngài giúp con sao ở trong cái cấp bậc mà thầy trò sao ngài giúp con để em con ngồi làm bài tập sao ngồi kỹ lưỡng cẩn thận tỉ mỉ trong cái bài tập trong cái bài viết của mình cha để rồi chúng con học hỏi chúng con miêu tả chúng con bày tỏ những cái lẽ thật của Chúa ra cha bằng ngôn ngữ sao sau đó chúng con cũng tập luyện cha để rồi con bày tỏ lẽ thật của Chúa qua lời nói của mình cha và điều quan trọng nhất cha là chúng con phải lời Chúa nó phải được được làm việc trong tấm lòng của con sao để rồi chúng con ứng dụng nó trong đời sống của mình sao không còn
có những cái thời gian cụ thể sao, công việc cụ thể sao, cô mẹ rồi suy nghĩ giúp con, cho con sắp xếp thời gian của mình sao, để rồi chúng con biết điều gì là quan trọng sao, cái công việc gì là quan trọng sao, cái việc gì mà chúng con cần phải trả giá sao, để chúng con làm việc với đời sống của mình sao, thay vì ăn gì uống gì mặc gì sao, thay vì những công việc mà không ảnh hưởng đến gọi là linh hồn, câu không ảnh hưởng đến sự sống đời đời cha, thì cầu nguyện đó chúng con gọi là quản lý phân phân bớt thời gian lại cha, để rồi chúng con tập trung nhiều thời gian của mình vào trong cái việc mà học lời Chúa cha, trong việc suy ngẫm lời Ngài cha, trong việc thực hành lời của Ngài cha, trong việc lắng nghe lời của Chúa cha. Con cảm ơn Ngài rất nhiều Chúa con, cha con cầu nguyện để Ngài giúp con, để cho cái chương trình mà sắp tới cha Ngài đã đặt để trên mỗi chị em con, cha Ngài sẽ gọi là huấn luyện chúng con, rằng Ngài sẽ gọi là huấn luyện, Ngài sẽ tuyển chọn chúng con, sau Ngài sẽ gọi là gọi là đánh giá chúng con xa, để đầu cho chúng con được gọi là được được ngài nâng cấp xa. Con cảm ơn rất nhiều xa vì tất cả anh chị em con xa đều mong muốn cho nên gọi là những cái giáo viên trong trường đại học thần học nước trời xa, để đầu hạt giống đầu mùa của ngài xa được chúng con được ra bông trái xa, để đầu tất cả thế hệ tiếp theo xa họ sẽ nhìn thấy bông trái của con xa và họ phát triển hơn nữa xa. Con cảm ơn rất nhiều xua con xa, hạt giống đầu mùa mà đang thánh xa thì cả cánh đồng nên thánh sao, con cảm ngài sao, vì Amen. ngài đã khiến cho học giám đầu mùa là một sư một sinh đại Alexa sao, ông đã trở nên một người tuyệt vời sao, ông đã trở nên người mà đã ảnh hưởng đến dân tộc sao, và người mà mang cái gọi là cái gọi là cái sứ mạng cực kỳ lớn chào, đó là tiếng lành nước trời sao, và ông truyền lại cho thế hệ tiếp theo sao, tới thế hệ một sư cường sao, và từ một sư cường sao cũng đã gọi là nảy mầm, cũng đã vay gọi là mang thai hạt giống đó sao, không biết bao nhiêu năm sao, để đầu bây giờ đang sinh trưởng ra sao, để đầu đến lượt chúng con sao, cô nguyện rồi hãy giúp con sao, để đầu chúng con cũng phải tiếp tục sao, cũng kế thừa những cái điều đó sao, và phải phát triển hơn nữa sao, cảm ơn rất nhiều sao. Đối với lòng người sao thì mọi việc thật khó sao, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời mọi việc đều có thể sao, cô nguyện rồi hãy giúp con sao, chúng con biết nương dựa vào Ngài sao, con không cái làm tự mình sao, chúng con không có làm bằng sức riêng của mình sao, chúng con có Ngài sao, có đồng ngũ của mình sao, có gọi là tất cả những cái tài nguyên mà Ngài ban cho con sao, không nguyện rằng biết cho ông con biết sử dụng hết tất cả mọi thứ đó sao, Ngài nói rồi sao, chỉ cần chúng con biết sử dụng tài nguyên của mình sao, sử dụng những cái ta lăng mà Ngài ban cho sao, tất cả những cái nguồn tài nguyên mà Ngài ban cho ông con, cho ông con sử dụng trung tín hết tất cả những đó sao, thì Ngài sẽ ban thêm cho ông con nữa sao, con cảm Ngài xua con, xin Ngài hãy ngày ban thần gọi công bình và thiếu đó của ngài trên đời sống con sao, đập tan tất cả những cái sự gọi là làm bầm, cái sự không tin, cái sự lười biếng, cái sự mà không chơi sao, cái sự mà phung phí thời gian của mình sao, cùng nghĩa là đập tan tất cả những đó sao, rồi chúng con biết là sao, thời gian của con thật sự quan trọng sao, và chúng con còn phải dâng những thời gian của mình cho những cái điều quan trọng nhất cho có những cái điều mà có ích trà, để đầu nhất là chúng con phải mọi trong mọi việc làm của con sao, chúng con được tìm kiếm ý muốn của ngài sao, để đầu chúng con đang ở trong cái giai đoạn mà được tăng trưởng sao, cho đến giai đoạn mà để ngài huấn luyện sao, để đầu đến kỳ mà người cha chúng con thấy chúng con trưởng thành sao, và sai phái chúng con vào trong các miền đất hứa sao, đánh chiếm lại đó sao, và đứng đầu những các lĩnh vực sao. Ôn cảm ngài rất nhiều sao, ô con cầu nguyện xin ngài hãy nhắc nhở chúng con sao, tất cả những gì mà chúng con đã học sao, nhất là về việc mà chúng con phải là một con người có biết sử dụng gọi là cái sự khôn ngoan của mình sao, biết ứng dụng thần học đó sao, là phải cả lý thuyết và thực hành sao, nếu mà ông mà học lý thuyết không sao, ông con sẽ trở nên kiêu ngạo sao, mà con thực hành không sao, ông con sẽ trở nên gọi là hơi hợt sao, chúng con không biết sử dụng gọi là cái tài nguyên là sự khôn ngoan mà ngài ban cho sao, nên con nguyện rồi giúp con, em con song hành cả lý thuyết và thực hành ra đây đâu, chúng con Amen. phát triển đầy đủ sao, không đi vào thái cực nào hết sao, con cảm ơn rất nhiều Chúa con sao, con nguyện rồi chúng con sẽ phát triển sao, chúng con sẽ là những con người mà ngài nói rằng sao, ngài sẽ khiến cho Israel làm đầy tớ của ngài sao, ngài khiến cho họ mồm miệng của họ sẽ sắc bắn sao, ngài
nhìn giữ họ trên bao tay của ngài sao? Ô vàng ngài nói rằng ô ngài Amen. đại tớ ta đem gia cốp về là việc nhỏ sao, ngài còn có người đem cái sự cứu rỗi ta đến đầu cũng đắc sao, ô con nguyện rồi ngài giúp con sao? Ô chúng con là những con người mà được Chúa bày tỏ những cái sự khôn ngoan thông sáng của ngài sao, ngài phán phát lễ mầu nhiệm con sao, ngài sử dụng con làm đầy tớ của ngài sao, ngài sử dụng con làm đầu quân đặc nhiệm của ngài sao, để đầu qua chúng con sao, tất cả những cái sự gọi là thiên đàng thế gian này sẽ bị gọi là bị cháy rụi hay sao, vì cái thiên đàng mà thế gian này bày tỏ sao, mà cái gọi là Babylon nó cài cắm vào xà, nó diễn tả một cái thiên đàng, một Đức Chúa Trời thật nhỏ bé xà, không xứng đáng với Đức Chúa Trời vĩ đại và hùng mạnh và to lớn của chúng con xà. Này con nguyện rồi ngài giúp con xà, con phải chứng bày tỏ ra Đức Chúa Trời con tuyệt vời như thế nào xà, qua chính đời sống con xà, để đầu khi mà ai đó nghe về Đức Chúa Trời con xà, họ nhìn vào chúng con xà, họ thấy rằng xà không có một cái thần nào có thể lớn hơn Đức Chúa Trời con xà, không có một cái vị chúa tể nào xà mà vĩ đại hơn Đức Chúa Trời ông con, đấng mà có thể thay đổi mọi thứ sao, đấng mà biến đất đá thành gọi là con cái của Đức Chúa Trời sao, con cảm ơn rất nhiều sao, ô con dân tất cả anh chị em con lên sao ngài sao, con nguyện là mỗi ngày mỗi giây phút trong đời sống con sao, con phải biết kính sợ ngài sao, kính yêu ngài sao, con được ngài ban cho tâm thần mạnh mẽ sao, có tình yêu thương sao và dạy dỗ sao, con cảm ơn ngài, con nguyện cho Đức Chúa Jesus Christ, amen. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa rồi yêu. Ở đây là cầu nguyện nha, sau đây em thì cầu nguyện sau. Cha tôi yêu, cảm tạ ơn Chúa buổi sáng tốt lành, ngài đều cho chúng con cho, đầy dẫy cho chúng con cho. Hồi buổi sáng sớm, nằm nhân từ thương xót của Chúa chúng con cho. Hồi buổi sáng sớm, hồi thì lại sáng thế chí trong buổi sống chúng con cho. Hồi ngày hôm nay của chúng con hơn ngày hôm qua cho. Hồi ngày mai chúng con sẽ hơn ngày hôm nay cho, trong sự nhận biết Chúa, hồi trong bản tính của Chúa. Ôi, càng ngày càng rõ ra trong đời sống chúng con chưa, ngày hôm nay ôi chúng con tiến xa ngày hôm qua chưa, và ngày hôm ngày mai chúng con lại tiến xa hơn là ngày hôm nay chưa, để chúng con càng ngày càng gần đến cái đích mà Chúa đã gọi. Ôi cuộc đời trên đất này chúng con thật là ngắn, ôi cái khoảng thời gian, quý thời gian của ngày ban chúng con trên đất này chưa, cái thao trường này chúng con thật là ngắn, càng ngày chúng con càng sát đến cái điểm cuối của cuộc đời mình trên đất này chưa. Urasakadabarasa, Chúa cho sự khôn ngoan cho, để cho con biết đến số ngày chúng con, để cho con biết hoạch định và biết dâng mình cho ai cho ạ. Ô, với chúng con dâng mình cho ai, dâng mình công việc gì cho ạ, thì đấy là Chúa chúng con. Ô, và chúng con sẽ nhận cái phần thưởng bông trái của việc dâng mình đó cho ơi. Ô, chúng dâng mình cho tiền bạc thì tiền bạc, ô mấy cái đồng xu, ô mấy cái đồng tiền giấy đấy, cái đống giấy lộn đấy cho ạ, nó sẽ là Chúa chúng con. Nếu chúng con dâng mình cho Ngài cho ạ, thì Ngài là Chúa chúng con cho ạ. Chúng con dâng mình cho giá trị cao sang của nước thiên đàng cho ạ, thì sự công bình và quan xử đoán, sự bình an là quan xét của chúng con cho ạ. Ô, trong danh Chúa Jesus, cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, sa kadabarasa urusi esikadabarasaka. Ô thần của Chúa cứ đầy ngập trên chúng con mà ăn thôi cho ạ. Ô nguyện tất thảy, ô ân tứ của Ngài Thánh Linh ơi được khai phóng cho chúng con cho ạ. Ô để chúng con không chỉ ngồi và làm cái gì đó và làm bằng sức của mình cho ạ, vì sức của con người là giới hạn cho ạ, nhưng sức của con người ở trong Chúa Jesus Christ, sức của người mới là vô cùng tận cho ạ, là vô hạn trong tên Chúa Jesus Christ. Ô nguyện ân tứ của Ngài, ân tứ tiếng mới, ân tứ cầu nguyện tiếng mới, thông giải tiếng mới, nói tiên tri là phép lạ cho ạ, ân tứ phần của thần, mọi ân tứ đấy được khai phóng cho chúng con Chúa ơi. Mà ân tứ ân điển của Ngài nữa cũng khai phóng một cách cho chúng con cho, để chúng con dùng ân tứ đấy như là những cái tá lân của mình để làm lợi cho Đức Chúa Trời Chúa ơi. Và chúng con biết rằng chúng con làm lợi cho Chúa là chính là chúng đang làm lợi cho chính chúng con cho, vì Đức Chúa Trời chúng con này không cần một gì khác, Ngài chẳng cần một gì cả cho. Ô cái điều Ngài cần, ô đó là chúng con là các tạo vật, là con cái của Ngài cho, biết Ngài, nhận biết Ngài, lớn lên trưởng thành trong Ngài Chúa, nó cần cái điều đó. Thì khi chúng con nói rằng chúng con làm cho Chúa, chúng con giúp cho Ngài Chúa, và chúng con chính giúp cho chúng con đây, chúng con giúp cho chúng con đây, chúng con giúp cho dân của Ngài càng ngày càng biết Ngài hơn, yêu Ngài hơn Chúa ơi. Trong danh Chúa Jesus để bày tỏ Chúa ra, để nhận biết Chúa, tức là mặc lấy toàn bộ bản tính của Ngài cả trong cả ngoài Chúa, trong danh Chúa Jesus. Hallelujah, sakadabarabrujusoka, với sự phán xét Chúa đến trên tất thảy những cái suy tưởng, những cái công việc, những cái nếp sống, những nếp nghĩ, những lời nói, hành động gian ác của chúng con Chúa ạ. Nguyện sự phán xét Chúa đến ngay lập tức Chúa ạ, ngay tức thì Chúa ơi. Ô ra sa ka da ba du sô cô, tất thảy những sự gì mà chúng con làm sai quấy Chúa ạ, ô tất thảy ý tưởng gì mà sự bậy bạ mà
Không đẹp lòng ngài chưa ạ? Ô, thì Chúa phán xét ngay tức thì chưa ạ? Trong danh Chúa Jesus Christ, vì hội thánh của ngài mang tới sự thương xót Thiên Chúa, mà sự thương xót thì thắng sự đoán xét chưa ạ? Nên vì vậy, cái sự đoán xét đấy ít nhất nó phải xảy ra chưa ạ? Trong danh Chúa Jesus Christ, để Chúa phân biệt đâu là đầy đâu giữ, phán xét ngay tức thì chưa ạ? Để lòng thương xót Chúa được tỏ ra trên chúng con chưa ơi. Ô, sự phán xét của Chúa cũng là sự thương xót. Ô, Chúa đã nhìn thấy chúng con khác với người thế gian. Người thế gian họ chỉ sợ sợ bị xét đoán, sợ bị thọ thế kia chưa ạ? Và chính họ rơi sự xét đoán, họ sợ được gì thì đó xảy đến họ chưa ạ? Như lời Chúa nói rồi, kẻ sợ tai họa thì tai họa sẽ xảy chắc chắn đến kẻ ác chưa ạ? Ô, trong danh Chúa Christ chúng con chỉ kính sợ ngài, đến với Chúa sẽ xảy với chúng con chưa ạ? Chúng con sợ điều gì thì tất điều đó xảy ra với chúng con chưa ạ? Chúng kính sợ ngài thì ngài chắc chắn trong chúng con chưa ạ? Ô, nếu chúng con sợ mất cái nọ mất cái kia chưa ơi, thì chúng sẽ mất hết và chẳng còn cái gì cả. Nhưng chúng con sợ mất ngài chưa ạ? Ô, thì chúng con lại có được ngài. Ô, rất giặc chúng con sợ kính sợ ngài thì có được ngài và có được tất cả thứ còn lại chưa ơi. Trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện ân điển Chúa phủ trên chúng con để mở trí mở lòng cho chúng con chưa ạ? Để cắt đi tất thảy những sự cứng cỏi, những lòng kiêu ngạo, những sự làm bầm, những sự chây lì vô trách nhiệm và chế giải Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus, đến lời cầu nguyện chúng con có linh nghiệm Chúa ạ, để ứng nghiệm trong danh Chúa Jesus Chúa ơi, để mỗi khi chúng con cầu nguyện là không phải chúng con cầu nguyện nữa Chúa ạ, mà Đức Chúa Trời thần cầu nguyện ngài qua chúng con, trong chúng con Chúa ơi, Chúa cả đã để làm mọi chuyện công việc mà là cầu nguyện của ngài muốn. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm ơn Chúa thật nhiều Chúa. Ô Chúa, cảm ơn Chúa vì sứ điệp vĩ đại mà Ngài dành cho chúng con, cho con Chúa. Để những ngày sắp tới con chuẩn bị và khai phóng ra cho cả các hội thánh trên thế giới Chúa, bằng tiếng Nga, cho các hội thánh tại Ukraine, bằng tiếng Nga, cho hội thánh tại Liên Xô cũ bằng tiếng Nga, cho hội thánh nói tiếng Nga ở trên khắp thế giới, đặc biệt Hoa Kỳ cho ạ, và di chuyển thông tin tiếng Anh cho các hội thánh trên thế giới, các hội thánh tại Hoa Kỳ, các hội thánh tại châu Mỹ, các hội thánh tại châu Âu, tại châu Úc, tại châu Phi, các hội thánh tại Việt Nam, tại châu Á cho ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, để họ được thức tỉnh, họ được động chạm cho ạ, và Ngài biến đổi họ cho ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, Ngài khơi lại tất cả những điều gì Ngài đã khởi sự làm trên đời sống họ cho ạ, để qua cái lời của chúng con đó Chúa ơi, mà họ được tỉnh thức lại qua lời chúng con đó Chúa ạ, mà họ được nghe lại cái ơn mà họ được ban cho lúc nào đó khi họ hầu việc Ngài Chúa ơi, để họ lấy lòng tận hiến hầu việc Chúa, để họ thoát ra khỏi sọc tin lành của Đấng Christ Chúa ạ, mà tấn tới sự chọn lành trong danh Chúa Jesus Christ, để họ cùng chúng con mà cải cách các cái nền thần học hiện đại ngày nay Chúa ạ, đã sắc cả nền thần học là thờ nước trời Chúa ạ, để chúng con người khai phá ra nền thờ nước trời Chúa ạ, chúng con tổ phụ của nền thờ nước trời này Chúa ạ, con tạ ơn Chúa, vì chúng con đang ở một cái địa vị thật là cao trọng, thật là vinh dự, vinh hiển Chúa ơi, ô đã sang nguyện mỗi chúng con nhận thức điều này Chúa ạ, ô rằng đây cơ hội hàng ngàn năm, hàng ngàn 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 năm mới có một thôi Chúa ạ, để cho chúng con không bị như những người khác đã thời khi Chúa Giêsu xuống thế gian làm người Chúa ơi, họ có cơ hội để gần với Chúa Giêsu, họ có cơ hội học một người thầy bằng xương bằng thịt Chúa ạ, họ có cơ hội để trở thành môn đồ của Ngài, nhưng họ đã không tin và thậm chí họ còn đánh giết Ngài Chúa ạ, đến nỗi cái dân đó phải bị lưu lạc khắp thế gian này đến gần 19 thế kỷ, suýt thì bị diệt chủng Chúa ơi, chúng con không muốn để những lịch sử lặp lại nữa Chúa ạ, ô đời nguyện các anh chị chúng con được mở mắt mà chi ra Chúa ạ, và được đội đi được vào trong đội môn đồ của Chúa Trời, để Ngài chọn lựa thành 12 môn đồ của Chúa, và nguyện bài học của Chúa trên chúng con đó, để cho chúng con nó không có những kẻ như Judas Iscariot Chúa ạ, vì thậm chí trong 12 cái môn đồ mà Ngài gọi đến, Ngài chọn đến, Ngài huấn luyện họ Chúa ạ, thì cũng có kẻ mà không chịu thay đổi mình Chúa ạ, không chịu thay đổi tư duy của mình, vẫn ghi mài trong việc mà yêu tiền, yêu công việc, yêu thế gian, yêu danh dự, yêu mọi thứ hơn yêu Đức Chúa Trời cho ạ, đến nỗi họ người đấy phải bán Chúa cho ạ, vì họ đối với họ cho ạ, tiền 30 đồng bạc đấy cao hơn là Đức Chúa Trời cho ạ, 30 tiền đồng bạc đó cao hơn là Chúa Giêsu, 30 đồng bạc mà họ kiếm được đấy cho ạ, cao hơn là tương giao mật thiết với Ngài cho ạ, 30 đồng bạc mà họ muốn kiếm được đó cho ạ, là hơn 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 Ngài cho ạ, hơn Chúa Giêsu Shakada, nên họ đã bán đứng Chúa Giêsu cho ạ, ô rồi mình thậm chí mà khi họ bán đứng Chúa Giêsu rồi Chúa ơi, Ngài vẫn cho họ cơ hội ăn năn nữa cho ạ, nhưng cái người đấy Judas Iscariot đã không chịu nhận cơ hội ăn năn đó, và thay vì ăn năn thì ông ta đã đi thắt cổ tự tử Chúa ơi, ô và nguyện trong chúng con đây những người được chọn Chúa không có kẻ như vậy Chúa ơi, trong thánh Chúa Giêsu tất thảy điều thì Ngài đã cảnh cáo chúng con trong Kinh Thánh chưa ạ, ô là nhắc nhở chúng con để chúng con không lặp lại vết xe đổ của những người như thế nữa Chúa ơi, Shakada, nguyện chúng
chúng con biết điều đó mà kính sợ Ngài, nghe lời Chúa mà run rẩy Chúa ạ. Mà run để mà hoàn thiện sự cứu chuộc mình, để làm trọn sự cứu chuộc của mình Chúa ạ, trong dành cho Jesus Christ, để khi chúng con được đứng trước mặt Ngài thì chúng con đứng một cách dạn dĩ vinh hiển không chỗ trách được, để không bị quăng xa khỏi Ngài khi Ngài ngự đến Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta ơn Chúa về trường thật đồng trời này của Ngài, là con của Ngài Chúa ạ, mà Ngài đang hoài thai bao năm nay. Rồi bây giờ con và sẽ để được được sinh ra Chúa, sinh ra trong sự vinh hiển của Chúa, sinh ra mà các thiên sứ trên trời vui mừng, và đất hoan hỷ Chúa ạ, để đón mừng trong danh Chúa Jesus Christ. Chúa gọi tất cả trời và đất để phục vụ con yêu dấu của Ngài, trường đại học tổng hợp thần học mặt trời này Chúa ạ, con yêu dấu con duy nhất của Ngài đó Chúa ơi. Có nhiều thần học đúng quả thực, có nhiều thần học họ thần học kia Chúa ạ, Urasakara, nhưng thần học nước trời thì chưa hề có Chúa ạ. Sakadaparasa, vì vậy chúng con là được vinh dự điều đó Chúa ơi. Giấu kín sự nào là vinh hiển của Chúa trời, mà dò xét sự nào là vinh hiển các vua Chúa ạ, và chúng con đã dò xét được vinh hiển đó, và vinh hiển đó thuộc về chúng con, để chúng con có cái sự vinh hiển vĩ đại đó mà dâng lên cho Ngài Chúa ạ. Sakadapara, chúng ta ơn Chúa thật là nhiều Chúa ạ. Và nguyện chúng con cái dòng chảy này mà sẽ có dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa đây là cái nhánh chính Chúa ạ, trong cái dòng sông ra từ ngai của chính con và của Đức Chúa Trời, mà chữa lành cho tất cả các dân ở trên đất, chữa lành cho tất cả các dân ở trong vương quốc đời đời đó Chúa ơi, nhân danh Chúa Jesus Christ. Không những là trong đời đời chúng con còn chữa lành Chúa ạ, chính vì trong đời đời chúng con là cái nhánh lớn trong cái dòng sông sự sống chảy ra từ ngai của Đức Chúa Trời đó, nên là ngay dưới đất này chúng con có được cái dòng sông của sự sống, cái dòng chảy mới và cuối cùng này đã dấy lên Chúa ạ, ngày khởi sự và ngày kết thúc Chúa ạ, để mà các dòng sông khô hạn khác Chúa ạ, các đầm lầy, các hồ ao, biển cạn khác Chúa ạ, họ biết tháp vào cái dòng chảy này Chúa ạ, mà họ được sống. Để nguyện dòng chảy này khi chảy đâu Chúa ơi, thì tất cả sinh vật ở đó được sống lại hết trong thần Chúa Trời. Ô nguyện dòng chảy này mang sự thương xót của Chúa và năm cái vòng cửa đó để họ đưa vào cái nhà thương xót của Chúa Trời với thiết đa Chúa ơi, với tất cả các chức vụ của họ lớn nhất trong hội thánh, như sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, giáo sư, mục sư Chúa ạ, tất thảy các lĩnh vực của đời sống, tất thảy các châu lục Âu Á Mỹ Phi Úc Chúa ạ, qua dòng chảy này, qua cái nhà thương xót này Chúa ạ, mà được cứu, mà được chữa lành, mà được giải phóng, mà được phục hồi, mà được trưởng thành trong danh Chúa Jesus đến bậc là vợ của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa rất nhiều. Nguyện tất thảy điều gì Chúa Ngài đã chuẩn bị chúng con cho dòng chảy này, cho người con điều dối của Ngài Chúa, thì mọi tài nguyên đó được khai phóng ra như lời Chúa nói rằng đây là con điều dối của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời con đó trong danh Chúa Jesus. Và nguyện trời và đất, nguyện các thiên binh của Đức Chúa Trời, nguyện thiên sứ Chúa Trời, và nguyện các vua trên thế gian này cũng phải nghe chúng con Chúa, vì vua và nước nào chẳng thần của chúng con sẽ bị diệt vong, những nước đó sẽ bị hoang vu cả. Con tạ ơn Chúa vì những cái tùng cây bách khoẻng dương sự vinh hiển đi ban, để biết cùng nhau trả hỏi lời thánh của Ngài Chúa, vì Ngài đã làm cho Chúa Ngài đặt chân vinh hiển. Vì vậy chúng con mở hết lòng ra, mở một cửa cho ngày đêm được không đóng Chúa ơi, để người ta đem các dân đem các của báo đến trong đó và dẫn các vua đến làm phu tù. Con cảm tạ ơn Chúa vì tất thảy con trai của kẻ ức hiếp chúng con sẽ cúi đầu cùng chúng con, mà kẻ khinh dễ chúng con sẽ quỳ lại lên bàn chân chúng con Chúa. Chúa tạ ơn Chúa, kẻ rất nhỏ cho chúng con trở một ngày, kẻ hèn yếu chúng con trở dân mạnh Chúa, và mỗi chúng con trở thành dân và nước của Ngài Chúa. Con tạ ơn Chúa, nguyện chúng con mỗi chúng con trở thành dân và nước của Chúa, để mỗi chúng con Chúa biết phát triển cho mình ra trong các lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng và tất cả lĩnh vực khác Chúa ạ. Thì mỗi chúng con đây, nguyện mỗi chúng con đây Chúa ạ, được học, được thông biết những điều đó Chúa ạ, để chúng con mỗi người trở thành nước của Ngài, trở thành nước của Ngài Chúa ạ, mỗi chúng con trở thành vương quốc đó của Ngài Chúa ạ, mỗi chúng con không chỉ là một dân mà phát triển thành một cái vương quốc, một nước của Ngài Chúa ạ, như lời Chúa nói, để mỗi chúng con thực sự như là đã thực hiện cái đại bản lệnh của Chúa là hãy trở nên trọn vẹn, cái trang người trên trời trọn vẹn đó Chúa ơi. Hallelujah, chúng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài, thì chúng con cũng được Chúa làm thành con người và vương quốc của con người Chúa ạ, và vương quốc con người thì được dưới quyền của vương quốc Đức Chúa Trời Chúa ạ, và vương quốc Chúa Trời thì trên tất cả muôn vật, trên vương quốc con người, và vương con người đó chính là vương quốc Đức Chúa Trời được bày lộ ra cho loài người và cho các tạo vật nhìn thấy. Cho anh tạ ơn Chúa thật nhiều, cho anh yêu Ngài, cho anh ngợi khen Chúa, cho anh chúc phước cho nhau, chúc phước cho các sinh viên, chúc phước cho tài năng của họ Chúa, chúc phước cho tất thảy những ngày học, những ngày tham gia của họ Chúa, chúc phước cho toàn bộ kỳ học của họ Chúa, chúc phước cho các giảng viên, chúc phước cho giáo viên Chúa, chúc phước cho từng anh chị em chúng con cho sự tham gia này Chúa, và nguyện được thấy sự sáng của Chúa chói sáng trên mặt họ luôn, trong khắp mọi nơi mọi chỗ. Chúng yêu Ngài thật nhiều, chúng yêu nhau, cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cha dấu yêu chúng con, cảm ơn cha. Sự chúc phước, chúc lành của cha qua người cha thuộc linh của chúng con đổ xuống trên cho chúng con. Cảm ơn Chúa sự chúng con được ở trong Chúa, chúng con đầy dẫy sự phước hạnh của Ngài. Phước hạnh trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh. Chúa nói chúng con phải tạ ơn Chúa và vui mừng lên vì trong mọi sự nguyện tình yêu của Chúa cho chúng con biết cùng với Đức Thánh Linh để mà khi chúng con rời khỏi cái phòng Zoom này thôi, chúng con chỉ là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian Chúa ạ. Khi tất cả những lời mà chúng con cầu nguyện, cầu thay tất cả những gì mà Chúa đặt để trên môi miệng của chúng con để đi đôi với chân tay hành động và những cái khí cụ nhạc là chính tay chân của chúng con đây để mà làm vinh hiển cho Ngài, là đó đó Amen. là sự thờ phượng thật, ngợi khen thật. Chúa ạ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, chúc phước cho người cha thuộc linh của chúng con, cho những cái chương trình, cho hội thánh Ukraine sắp tới này, tất cả các bài giảng đó là người trong mong trong người cha thuộc linh của chúng con và ngày quặn khắc trong lòng của ông, để Chúa dùng môi miệng ông để loan truyền tin lành vương quốc của Chúa, đặc biệt là trong sự ăn năn bởi vì Chúa, sự lời của Chúa nói làm cho chúng con cũng kích hoạt chúng con, đó là những phường thu thuế và gái điếm là sẽ vào nước trời trước các thầy tế lễ và những người trưởng lão trong hội thánh thì thật là nhục nhã Chúa. Chúng con là những người con cái của sự sáng, con cái của cha trên trời thì chắc chắn chúng con phải trỗi vừa khen tất cả các tạo vật khác của Chúa. Chúa ạ, cảm ơn Chúa ngày yêu chúng con và ngày Amen. dùng chúng con trong những thời kỳ trong sắp tới này. Tất cả mọi công việc Chúa là người Chúa dẫn dắt chúng con và soi sáng chúng con để chúng con mỗi chúng con đều đi trong hàng ngũ của mình, trong đường lối của Ngài, của Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa chúc lành cho mọi chân tay việc làm của chúng con làm cho một ngày, dù chúng con ở bất cứ một môi trường nào, hình thái nào, chúng con cũng biết được rằng là tư duy của chúng con là đang là làm việc cho nước trời. Tại sao mà có hai người ở ngoài đồng mà người được cắt đi mà người ở lại? Cũng có hai người ngồi tiệm nail, hai người ngồi tiệm tóc mà người sẽ được cắt đi và người sẽ ở lại Chúa ạ. Đó là lệ thuộc vào thái độ và cái tư duy của chúng con. Chúng con không thể nào để tư duy của chúng con làm nô lệ mà chỉ ngồi trong một cái tiệm nào đó hay trong một cái nơi chốn công ty làm việc nào đó là chỉ làm cho nô lệ vì miếng ăn, vì cái miệng của mình, Chúa ạ, vì cái bụng. Nhưng chúng con biết rằng việc sai phái mà Chúa sai chúng con đi và đến và làm việc bất kể một môi trường nào mà chúng con gặp được tạo vật là chính con người của Chúa, thì chúng con cũng có Chúa cũng ban cho chúng con ơn khôn ngoan để bày tỏ cho tạo vật biết được được rằng họ giá trị trước mặt Ngài, để họ biết họ là ai trong Chúa. Xin thần khôn ngoan thành mạnh dạn, thành mạnh sức của Chúa cho chúng con, để chúng con có một cái tư duy cao sang, dù chúng con ở thân thể này chúng con không nhìn thấy, không sống theo kiểu theo xác thịt, bởi vì Chúa nói xác thịt thì chẳng có ích gì, chỉ có Thánh Linh mới làm cho sống Chúa ạ. Chúng con Amen. biết được mình vị trí ở trong Chúa, chúng con đi đâu làm việc gì chúng con cũng có một cái tư duy của nước trời rồi, và biểu lộ bằng hành động, bằng lời nói sự khôn ngoan thông sáng từ Chúa. Ngay cả con cái thế gian nó còn lươn lẹo đủ thứ kiểu hết, thì con cái của sự sáng mà được có thần nhận thần của Chúa dẫn dắt thì còn khôn ngoan hơn, trỗi vượt hơn Chúa ạ. À, nguyện cho chúng con được khôn ngoan, lanh lợi, thông minh, thông sáng từ Chúa, và bởi vì chúng con được mang bản chất của Ngài, chúng con ăn thịt Ngài, uống huyết Ngài, thì chúng con phải, không phải chúng con nói, chúng con gọi danh Ngài thì chúng con phải mang bản chất của Ngài, chứ không phải là chỉ gọi danh Ngài để mà làm chơi Chúa ạ. À, mang nó kêu tên danh Ngài thì phải mang cái bản chất của Ngài. Bởi vì con cái thuộc thể mà chúng con sinh ra thì nó cũng không giống lông giống cánh, nó cũng cũng giống Chúa ạ. Thì chúng con cũng được sinh lại trong Thánh Linh của Ngài thì chúng con phải giống toàn phần như Chúa. Bởi vì Chúa thể nào chúng con cũng thể ở trong thế gian này. Thì cầu chúng Ngài cũng dẫn chúng con đi trên con đường và chính Ngài đã đi. Và từ sự chết bước vào sự sống, Chúa ạ, cảm ơn Chúa. Cho chúng con chết mỗi ngày là chết cái con người cũ, con người Babylon, cái đồn quỷ Babylon đó, chứ không phải đâu xa Chúa ạ. Để chúng con làm việc với con người mới bằng cách đập nát nó, thì bằng cách lấy chổi cái con người mới lên thì nó sẽ nhỏ lại Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, yêu tất cả những gì
Chúa sắm sẵn cho chúng con trong hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, để mà vừa rời khỏi Zoom thôi chúng con lấy ra để mà thực hiện liền ngay tại môi trường sống của chúng con. Amen. Yêu Cảm Chúa, yêu Chúa. nhau và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Amen. Amen.